Lưu ý, video chứa đựng quan điểm cá nhân về thị trường và tiêu chuẩn riêng về cổ phiếu. Vui lòng cân nhắc trước khi áp dụng. Không có cổ phiếu tốt trừ khi chúng tăng giá. Chào các bạn, những khán giả của kênh VN Uptrend và những nhà đầu tư đang theo dõi cái video này. Thì 2 tuần rồi thì tôi mới gặp các bạn. Như các bạn đã biết thì tôi cũng đã rời bỏ thị trường được vài tuần rồi. Từ lúc tôi cắt lỗ từ khá là sớm khi mà có những cái khi mà giá cổ phiếu giảm đến cái điểm mà tôi phải hành động, tôi phải đưa ra cái quyết định cắt lỗ. Tôi làm được điều đó bởi vì tôi đã có những cái kế hoạch định trước từ sẵn rồi. Xin lỗi, định sẵn từ trước rồi. Giảm đến đâu thì là cắt lỗ đến đấy. Còn bây giờ khi mà nhiều nhà đầu tư đang hỏi tôi là bây giờ thì có nên cắt lỗ tiếp không, bây giờ có nên cắt lỗ không, hay là bây giờ mà có được lên bắt đầu nhảy vào để mua trung bình giá không, thì trong cái video này tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Thực ra thì cái quan như tôi đã vẫn hay nói ở đầu mỗi video, đó là cái quan điểm về của chúng ta về cái thị trường nó là khác nhau. Tuy nhiên có một cái điều mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta cần phải biết chúng ta khi nào thì chúng ta sai, và khi mà chúng ta nhận được ra là chúng ta sai thì chúng ta phải sửa sai nó ngay. Đấy, thì chúng ta mới tồn tại và phát triển ở trên cái thị trường này được. Trong 2 năm vừa qua thì nhà đầu tư đã chứng kiến cái đợt thị trường tăng điểm, tăng giá rất là mạnh, và những nhà đầu tư mới thường thì chỉ tham gia thị trường và chỉ nghĩ đến lợi nhuận thôi, còn chúng ta thì không nghĩ đến cái rủi ro. Khi ví dụ như là khi các bạn mua cổ phiếu ở giá 40 các bạn, thì các bạn chỉ nghĩ rằng là đến giá 60 hoặc là giá 65 thì các bạn bán, hay là đến giá 50 thì bán cũng được rồi, mà không nghĩ rằng nếu mà cổ phiếu nó tụt về 20 thì sao, nếu đâu mà nó ba phiên sàn nó tụt về 20 thì sao, đấy thì các bạn là bán ở phiên nào. Bởi vì chúng ta không có cái kế hoạch cho cái việc mà thoát khỏi thị trường như vậy, cho nên là bây giờ chúng ta mới ở lại trong cái thị trường downtrend khủng khiếp như thế này. Đấy. Đây là cái video gọi là nhận định thị trường chứng khoán tuần thôi, nhưng mà thực tế là chúng ta cũng không có nhiều cái để nói về cái thị trường trong cái giai đoạn này. Đấy. Trong cái video này thì ok, được cái đoạn đầu thì tôi cũng có lẽ là đưa một vài cái tin, một cái vài cái nhận định mà có thể số đông các bạn muốn nghe. Sau đó thì tôi sẽ đưa ra một cái lưu ý mà hầu hết là các bạn có thể là không muốn nghe. Đấy, nhưng mà tôi hy vọng là những cái chia sẻ của tôi sẽ có thể giúp được nhà đầu tư. Có thể là chúng ta qua những cái đợt này thì sẽ biết rằng chúng ta sẽ sai ở đâu. Và nếu mà các bạn còn còn ý định là tham gia và đầu tư trên cái thị trường chứng khoán này, đấy thì các bạn có thể rút được ra những kinh nghiệm để lần sau chúng ta không gặp những cái trường hợp như thế. Đấy, các bạn có thể thấy những cái bài đăng của tôi ở trên cái kênh YouTube ấy. Đấy, mỗi lần mà có cái thị trường giảm ấy thì tôi đều đăng, và lần sau tôi đã trích dẫn cái lần trước đó. Đấy, chắc chắn là rất nhiều người đã đọc được, nhưng mà hết lần này lần khác chúng ta vẫn không thể cắt lỗ được, chúng ta không đưa ra cái kế hoạch cụ thể, cho nên chúng ta vẫn không cắt lỗ được và trở thành cái người thiệt thòi và thua thiệt rất là lớn ở trên cái thị trường khi mà thị trường vào downtrend. Ngó qua thị trường một chút nhá, ngó qua thị trường một chút đi. Đấy. Vẫn vẫn tuần này cũng không định làm video đâu, nhưng mà thấy rằng là nhiều nhà đầu tư cái không khí nó trên cái thị trường nó trầm lắng quá rồi, và tôi thấy là mình cũng nên nói một cái gì đó. Đầu tiên nói về thị trường chứng khoán quốc tế đi, vẫn theo cái mô típ cũ, nhưng hôm nay tôi làm cái video này hơi muộn một chút, tại vì là tôi có một chút công việc riêng. Đây các bạn thấy là tôi không làm slide nữa. Đây các bạn thấy là Dow Jones Industry, là chỉ số trong công nghiệp trung bình Dow Jones. Đấy, theo những cái tiêu chuẩn của tôi thì rõ ràng đây là downtrend. Tiêu chuẩn thì cũng đã nói nhiều lần với các bạn rồi đấy, ví dụ như là giá nằm trên cái đường trung bình, nằm dưới cái đường trung bình 50 ngày, này nằm dưới cả cái đường trung bình 200 ngày nữa. Đấy, đây là uptrend thì đây là downtrend. Đấy, mặc dù ở trong phiên ngày thứ 5 và thứ 6 giá phục hồi trở lại. Đấy, nhưng mà vẫn có nhiều cái rủi ro đối với cả cái thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy, khi mà là cái lo ngại về cái việc
lạm phát, lãi suất thì tăng, đồng đô la thì mạnh lên, nhưng mà cái điều này thì ảnh hưởng rất là lớn tới cái thị trường chứng khoán. Đấy, nói chung là thị trường đang thị trường quốc tế nó cũng không có cái nhiều cái để giúp cho cái thị trường hỗ trợ mà tính chất hỗ trợ cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, giá dầu thì đây khoảng 110 đô la vẫn neo ở mức là tương đối cao. Đấy, tuy nhiên là cái công ty dầu khí trong nước thì có làm ăn tốt hay không thì cái này còn phụ thuộc nhiều yếu tố, không chỉ phải là cứ giá dầu cao mà các công ty nó sẽ làm ăn tốt đâu. Thậm chí là trong vừa rồi có những cái công ty mà trong nhóm dầu khí mà đã phải hủy niêm yết vì 3 năm thua lỗ đấy, các bạn lưu ý, không phải cứ giá dầu cao mà lại làm ăn là tốt đâu. Có những cái công ty mà giá dầu cao lại càng chết đấy, chúng ta cần phải lưu ý cái điều này. Rồi là đây Bitcoin đi, tiền số đi, chúng ta thấy khắp nơi một màu tang thương, cả Bitcoin, những cái đồng và trong cái tuần vừa qua thì cái đồng coin, cái đồng Luna ấy, hay gọi với nhau là đồng Luna ấy, thì nó giảm trong 3 ngày, nó giảm từ 90 về 0,000 mấy ấy. Rồi hiện nay cũng đang có khoảng mấy số 0 đằng sau dấu phẩy ấy. Rồi những cái đồng mà đấy là một cái đồng coin được gọi là đồng coin cơ bản đấy mà còn mất giá như thế khiến cho cái thị trường tiền số nó chao đảo. Bitcoin cũng giảm một phát, có lúc đã giảm khoảng về khoảng 26.000 đô la một đồng Bitcoin. Hiện nay thì phục hồi dao động mà quanh cái mức khoảng 30.000 đô. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái thị trường tài chính nó khốc liệt như thế nào nếu mà chúng ta cứ tham gia thị trường với mà cái góc nhìn nó màu hồng ấy thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm cho cái tài khoản của chúng ta đầu tiên. Đấy. Trở lại với cả cái thị trường chứng khoán Việt Nam đi. Thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, các bạn thấy rằng là nó giảm rất mạnh, rất nhanh, rất phũ đúng không ạ? Đấy, rất phũ, phải nói rằng là rất kinh khủng. Đấy. Ê, mà chúng ta là ở trong cái uptrend nó quá lâu, nó quá dài rồi thì chúng ta không tưởng tượng được rằng là thị trường nó có thể giảm nhanh, giảm mạnh như vậy. Đấy, khi mà đang ở 500, 1.500 thì ai cũng chả hô lên 1.700, có ai hô về 1.200 hay là về 900 bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Khi mà có hàng thì hô lên, còn có tiền thì lại hô xuống. Đấy là cho nên là chúng ta mới thấy rằng là cái mà chúng ta có thể tin tưởng nhất, mà không phải là tin tưởng nhất mà cái mà chúng ta duy nhất có thể tin tưởng đó chính là cái bảng điện tử. Đấy. Chứ còn không có một cái chuyên gia nào, đừng có nghe ông VN uptrend hay ông nghe ông VN downtrend, ông ấy hô về 900 hay là ông hô lên 2.000 mà theo đó mà giao dịch là chết đấy, là chết dở đấy. Đấy, và nếu mà có theo thì hãy hỏi xem ông ấy nếu mà sai thì ông cắt lỗ ở đâu, cái đấy mới là cái câu hỏi quan trọng. Chứ còn cứ thấy hô lên 1.700 mà lao cả nhà cả cửa vào, thôi được, những câu chuyện đấy nó cũng qua rồi. Thì bây giờ đều giá nó đều giảm rồi thì mình có phân tích với nhau những cái đấy thì nó không có ý nghĩa gì nữa. Đấy. Nhưng mà đây VN Index đây, nhưng mà trong cái tuần vừa qua mà đây là cái đồ thị thôi, nhưng mà trong cái tuần cuối tuần vừa qua, trong cái phiên ngày thứ 6 ấy, tôi đã thấy cuối phiên mặc dù là giá giảm rất mạnh nhưng mà cũng có cầu bắt đầu vào, tôi đã bắt thấy bắt đầu có cái cầu vào rồi. Đấy, cầu vào một vài cổ phiếu ví dụ như SSI chẳng hạn, bắt đầu thấy có cầu vào. Có thể là sáng ngày mai khi mà thị trường có thể nhúng xuống một chút thì có thể sẽ có những lượng cầu bắt đáy xuất hiện. Đấy. Nhưng mà tôi có vào cái thị trường không thì tôi có vào không, kể cả như vậy thì tôi vẫn không vào thị trường, tôi chưa vào thị trường thì đúng hơn. Quan điểm của tôi về cái thị trường đó là tôi có thể vào chậm một chút, vào muộn một chút. Đấy. Nhưng mà phải chắc chắn tôi sẽ vào khi mà thị trường đã chạy được một đoạn, đã vào được một đoạn. Đấy. Cái đoạn này thì tôi vẫn hàng ngày hàng tuần tôi vẫn lọc cổ phiếu. Đấy, vẫn lọc cổ phiếu đấy các bạn. Đấy, hàng ngày hàng tuần tôi vẫn tiến hành lọc cổ phiếu. Với cái thị trường này thì tôi không cần phải lọc theo từng nhóm ngành nữa, bởi vì là hầu hết các nhóm ngành đều vào downtrend hết rồi, cần gì phải lọc theo nhóm ngành. Tôi lọc một phát của toàn bộ thị trường cũng chỉ được khoảng mười mấy 20 cổ phiếu là còn đạt một vài cái tiêu chuẩn của tôi. Đấy, một vài cái tiêu chuẩn cơ bản, còn đâu nếu mà để mua ấy thì không có phiếu để mua. Đấy. Thì tin tốt là
có vẻ như là thị trường đã có những cái lượng cầu bắt đáy xuất hiện trong cái phiên thứ sáu. Ngoài ra thì trong cái phiên cuối tuần vừa rồi tôi cũng nhận được một vài cái thông tin chỉ đạo về cái thị trường chứng khoán đấy, khi mà có những cái thông tin tích cực hơn, ví dụ như là sẽ công bố những cái số liệu tự doanh từ các công ty chứng khoán trở lại. Trước đó thì chúng ta có rồi, nhưng mà gần đây thì chúng ta tự nhiên là chúng ta lại mất cái nguồn thông tin đấy. Rồi là không lấy giá ATC hợp đồng tương lai nữa, mà sẽ lấy giá đóng cửa giá trung bình trong 30 phút. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy là những cái thông tin mà có thể giúp cho thị trường ổn định hơn trong ngắn hạn. Đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn chia sẻ cái quan điểm cá nhân tôi với nhà đầu tư rằng là tôi vẫn chưa tham gia trong cái giai đoạn này. Đấy. Cái quan điểm của tôi về thị trường là tôi có thể tham gia muộn hơn nhưng nó chắc chắn hơn. Đấy. Tôi thường nhớ về những cái giai đoạn mà tôi mua 10 con cổ phiếu. Tôi hay hay kể cái câu chuyện này với nhà đầu tư là tôi hay thường nhớ nhớ về những cái giai đoạn mà tôi mua 10 cái con cổ phiếu thì nó ăn đến khoảng 7 con đấy, 7 8 cổ phiếu, và cái giai đoạn này thì chắc chắn là không phải cái giai đoạn như thế, cho nên là tôi cũng không vào thị trường làm gì cả. Nếu mà các bạn vẫn đang đi tìm cái nguyên nhân khiến cho cái thị trường nó giảm điểm, và đặc biệt là cái nguyên nhân và cái nhân vật, những cái kẻ mà đã khiến cho cái tài khoản của bạn giảm mạnh đến như vậy, và bạn thua lỗ nhiều tiền như vậy, thì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn. Các bạn lấy cái điện thoại của mình ra. Chắc chắn các bạn là đang có cái điện thoại smartphone đúng không ạ? Đấy, các bạn lấy ra, các bạn bật lên, các bạn lấy ra và hướng nó như thế này. Đấy, các bạn nhìn vào cái màn hình. Đấy, sau đó là các bạn tắt cái màn hình đi. Đấy, tắt hẳn màn hình đi. Đấy. Thì cái thằng ở trong cái màn hình này nó đang phản chiếu ấy, chính là cái người mà khiến cho cái tài khoản của các bạn thua lỗ. Đấy. Nói đùa vậy thôi chứ thực ra là chính chúng ta là cái người phải chịu trách nhiệm cho cái tài khoản của mình, chứ đừng đổ lỗi cho thị trường, đừng đổ lỗi cho vĩ mô vi mô hay là một chuyên gia nào cả. Đến khi nào mà bạn chịu trách nhiệm được với cái tài khoản của mình, với những cái hành động của mình đấy, thì bạn mới có thể tồn tại một cách độc lập và có được cái lợi nhuận trong dài hạn trên cái thị trường này được. Còn nếu các bạn cứ đi theo một cái người nào đó, và nếu mà người ta bảo A thì các bạn biết A, bảo B thì các bạn biết B đấy, mà không có cái suy tính độc lập đấy, không có cái quản trị rủi ro, không có cái hành động phù hợp đấy, không có cái kỷ luật để tuân theo, thì mãi mãi thì các bạn vẫn là người thua cuộc ở trên cái thị trường này thôi. Đấy, tôi biết rất nhiều nhà đầu tư khi mà thị trường uptrend thì kiếm rất nhiều, kiếm rất tốt, nhưng downtrend thì lại mất hết, bởi vì họ đâu có khái niệm là cắt lỗ đâu, không hề có khái niệm cắt lỗ. Đấy, mua để lấy lãi, bán lỗ giữ, đúng không ạ? Có phải các bạn đang đầu tư như thế không? Đấy là cái cách đầu tư phổ biến nhất với nhà đầu tư mới, và tất nhiên nó cũng là cái cách để chúng ta thua lỗ nhiều tiền nhất. Đấy, không có cách nào khác để tồn tại trên cái thị trường này ngoài cắt lỗ. Đấy. Có một câu nói rất là hay, đó là cắt lỗ và cắt lỗ. Nếu mà bạn làm tốt thì bạn sẽ có một cơ hội trên cái thị trường này. Còn nếu không làm được cái điều đó thì cái thị trường này sớm muộn nó cũng sẽ lấy lại tiền cho các bạn thôi. Đấy. Hôm nay thì nói thật là chia sẻ với các bạn về thị trường nó cũng không có nhiều cái để chia sẻ. Một là thị trường hiện nay đang là downtrend. Đấy, các bạn nhìn cái tên kênh VN Uptrend thì thị trường uptrend thì tôi mới nhiệt tình, thị trường downtrend thì tôi cố gắng là đi chơi đi ngủ. Đấy, tất nhiên là vẫn hoặc là cố gắng là không mở tài khoản ra, không mở tài khoản ra mua ấy, chứ không phải là lỗ xong là đóng tài khoản xong là bỏ đi đâu. Đấy, mà tôi đã cắt lỗ từ trước rồi mà cố gắng không mở tài khoản ra để gọi là tí toáy vào mua con này 100, mua con hai kia 200. Dần dần chúng ta sẽ tạo cái thói quen xấu bắt đáy, tuyệt đối không mua gì cả. Đấy là cái quan điểm của tôi khi mà cái thị trường downtrend và cổ phiếu downtrend. Tôi sẽ đợi khi mà thị trường uptrend, cổ phiếu uptrend thì tôi sẽ mua. Đấy, còn cái thị trường này thì chưa có những cái cổ phiếu như thế thì tôi không mua. Thì đấy là chia sẻ với quý nhà đầu tư. Đấy. Cái quan điểm của tôi là tôi không mua bắt đáy. Tôi cũng không mua cổ phiếu mà
giảm sâu bật mạnh đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy, tôi chỉ mua cổ phiếu khi nó đang tăng giá mà thôi. Đấy. Cho nên là cái thị trường này thì tôi không có cổ phiếu để khuyến nghị cho mọi người. Đấy. Thỉnh thoảng nhiều nhà đầu tư đấy, đi từ đầu giờ các bạn vẫn xem cái mỗi cái đồ thị VN Index này thôi. Nhiều nhà đầu tư vẫn hỏi hay hỏi tôi ví dụ như là em ơi FPT về cái giá này thì mua được chưa, hay là Thế Giới Di Động về cái giá này thì mua được chưa. Thì cái quan điểm của tôi rất là rõ ràng đấy, là tôi không không đầu tư mà tôi chỉ giao dịch theo cái xu hướng thôi. Cái điều này những ai mà đã theo cái khóa học của tôi ở trên cái kênh ở trên cái website VN Uptrend ấy, trên VN Uptrend đấy, thì rất là rõ ràng đấy, là tôi không đầu tư và cũng không dự đoán thị trường, không đầu tư cũng không dự đoán thị trường. Tức là thế nào? Tức là tôi không biết rằng ngày mai thị trường hãy ta sẽ tăng sẽ giảm, và thực tế thì chả ai biết cả. Mấy ông bảo rằng ngày mai thị trường giảm hay là dự đoán thị trường về đây hay là về kia toàn nói phét, hoặc là chả có cái căn cứ đếch gì cả. Nói khoảng 100 lần thì đúng được khoảng 5 lần, sau là cứ nói 5 lần đấy, nói đi nói lại mãi. Thực tế là 90 mấy lần khác họ sai thì họ đâu có nhắc lại đâu. Quan điểm của tôi khác khác và tôi không dự đoán thị trường. Nếu các bạn đã học cái qua khóa học của tôi thì các bạn biết rằng là có một cái sai lầm của nhà đầu tư là các bạn cho rằng là phải dự đoán được thị trường, phải dự đoán cổ phiếu thì mới kiếm được tiền. Thực tế không phải như vậy. Đấy, chúng ta có thể chấp nhận rằng chúng ta không dự đoán được thị trường, không được dự đoán được giá và hướng đi của cổ phiếu nhưng vẫn kiếm được tiền. Đấy. Kiếm được tiền cách nào thì các bạn cứ thử suy nghĩ xem. Cái video này thì cũng gọi là lên nói chuyện với các bạn như vậy thôi. Đấy. Để các bạn thấy rằng là cái thị trường nó khốc liệt, và nếu mà chúng ta không có những cái kế hoạch từ trước và cái kỷ luật để theo được nó, cái kế hoạch đó, thì chúng ta sẽ phải gặp những chịu những cái thua thiệt nó có thể là rất là lớn như hiện nay. Đấy, như hiện nay tôi thấy là cũng đã rất là lớn rồi. Ngó qua thị trường bên bên mấy đồng tiền số ấy, mấy đồng coin ấy, giá giảm từ hơn 100 đô về tiệm cận không, các bạn thấy nó khủng khiếp như thế nào. Đấy. Tức là trước khi chúng ta nên tham gia một cái gì đó thì chúng ta nên có những kế hoạch để chúng ta rút lui. Để chúng ta nếu mà chúng ta thua lỗ thì chúng ta rút lui như thế nào đỡ thiệt hại nhất. Đấy. Chứ còn đừng chỉ lúc nào cũng nghĩ đến chiến thắng, thì lúc đó thì khi mà thua thì nó sẽ rất là đau. Đấy. Chia sẻ với các bạn vậy thôi, chứ còn trong không phải là đây thực tế là tôi để là cái video nhận định thị trường, chứ thực tế là đây không phải là cái video nhận định thị trường đâu. Chỉ cái video là lên để nói chuyện chia sẻ với các bạn. Đấy. Một phần là cho các bạn đỡ buồn, hai là đánh dấu là tôi vẫn đang theo theo dõi thị trường, chứ không phải tôi đang bỏ hẳn thị trường đâu. Kể cả thị trường uptrend hay downtrend thì tôi vẫn theo dõi thị trường nhé. Tôi có đi chơi thì tôi cũng vẫn mang theo điện thoại máy tính để theo dõi thị trường. Đấy, nhưng mà đấy, rõ ràng cái thị trường này nó không phù hợp để mua, chưa phù hợp để mua. Còn nó có phù hợp để bán không? Đấy, thì nó lại là câu chuyện khác. Nó có phù hợp, một cái nữa là có phù hợp để đánh phái sinh không? À, nhân nói về cái chuyện phái sinh thì chắc tuần tới mấy hôm nữa sẽ làm một cái video để chia sẻ với các bạn rằng là nếu mà thị trường downtrend này thì có nên giao dịch phái sinh không. Đấy, hy vọng là các bạn sẽ nhận được cái sự đón nhận của các bạn. Đấy, video này sẽ kết thúc và đơn giản ngắn gọn tại đây. Hy vọng rằng tuần sau chúng ta sẽ có những cái nhịp phục hồi của thị trường và cái sự quay trở lại của những cái nhóm, những cái nhà đầu tư lớn, những cái big boy trên cái thị trường để cho cái dòng tiền nó và cái tâm lý nó trở nên ổn định và phục hồi trở lại. Chúc các bạn thế nào nhỉ? Bây giờ thì không thể là chúc các bạn cổ phiếu mà có thể lãi được cả. Chúc các bạn bình tĩnh tự tin thôi để chúng ta có thể sẵn sàng làm lại và sẵn sàng để bước tiếp trên cái con đường đầu tư giao dịch chứng khoán, nói riêng và đầu tư giao dịch tài chính nói chung. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.